thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình và giờ đây tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về câu chuyện này xin chân thành cảm ơn mời quý vị cùng theo dõi cả nhà bất ngờ khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái mà không phải cho ba người con trai hay cháu trai sự thật sốc ngất được tiết lộ đằng sau từ giấy xét nghiệm adn ông nội của tôi có ba người con trai cha tôi là con trưởng trong ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn luôn có ông nội ở bên thậm chí tôi còn thân với ông nội hơn cả bố của mình với tôi ông nội là người tôi vừa kính trọng vừa dành nhiều yêu thương nhất tôi không phải là cháu nội duy nhất của ông lại là cháu gái hai chú của tôi đều có con trai và con gái nhưng không ai được lòng ông như tôi vì ông nội là người có tiền có quyền nhất trong gia đình nên khi tôi được yêu thương nhất cũng chịu nhiều lời ra tiếng vào họ nói ông thiên vị dung túng tôi không công bằng với những đứa cháu khác Nhưng dù ai có nói gì thì ông vẫn luôn chiều chuộng tôi hết mực Lúc nào cũng nghĩ cho tôi đầu tiên Không phụ lòng ông nội Tôi dù là con gái nhưng vẫn chọn theo ngành xây dựng Để đỡ đần gia đình Hai con trai của chú ba và chú út cũng theo ngành này sau khi tôi tốt nghiệp đại học Vào làm trong một công ty gia đình Chưa được bao lâu thì sức khỏe của ông nội không được tốt như trước đến một hôm ông nội bất chợt gọi mọi người trong gia đình về nhà có việc cần nói khi bữa cơm kết thúc thì ông tôi bỗng nói một chuyện khiến hai vợ chồng chú ba và chú út giận đùng đùng đến cả cha tôi cũng khó chịu ra mặt ông tôi nói tôi muốn để lại công ty này cho cái ngân ngân là tên của tôi phải nói công ty này suốt nhiều năm làm ăn phát đạt là gia tài cả đời của ông nội cũng là của gia đình tôi ông nội tôi nói thế chính là muốn giao hết tài sản cho cháu gái mà không chia cho ba người con trai hay những đứa cháu còn lại hai chú của tôi lúc đó không khỏi bức xúc bố nghĩ thế nào mà lại để hết tài sản cho cái ngân ba con trai của bố còn sống đây mà tụi con còn có con trai chứ có phải là đứa con gái sau này đi lấy chồng như nó đâu trong mắt bố từ trước tới giờ chỉ có mỗi đứa cháu là cái ngân bố có biết người ta ở ngoài kia nói cái gì không người ta người ta nói bố với con dâu vụng trộm mới ra cái ngân nên bố mới cưng chiều nó đến như vậy chú út vừa nói hết câu thì bị ông nội tát một cái trời sáng cả gia đình tôi lúc này im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Ông nội từ trước giờ chưa từng đánh ai. Cái tát đầy thật sự dọa mọi người xanh mặt. Chính tôi cũng thấy bàng hoàng với những gì đang xảy ra. Dù ai có nói gì, ông nội tôi vẫn giữ quyết định để lại toàn bộ tài sản cho tôi trong di chúc. Nhưng chỉ một tuần sau đó, gia đình tôi lại rối tung lên vì một tờ giấy mà chú út mang tới để trước mặt ông nội tôi. Đây là lý do. Bố để hết tài sản cho cái ngân đúng không Con tự hỏi rút cuộc mẹ đã biết chuyện này hay là chưa Ông nội tôi khi xem tờ giấy đó thì giận lắm Toàn xé đi nhưng bà nội tôi đã kịp giật lại xem Khuôn mặt bà tôi sau đó chuyển xanh Mắt đỏ lên nhìn sang người chồng của mình Ông Hóa ra là vậy Tôi đã nghi rồi mà Ông là đồ phản bội Nói rồi bà tôi khóc nức nở, còn cha mẹ tôi hình như đã biết trước điều gì đó, họ chẳng cần xem tờ giấy đó viết gì, chỉ thở dài không dứt. Khi mở tờ giấy đó ra xem, tôi chết lặng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN có tên tôi. Ông nội và mẹ của tôi, tôi không hề có huyết thống gì với mẹ mình, nhưng tôi lại là con gái của ông nội. Sự thật dần hé lộ hóa ra cha mẹ tôi không sinh con được ông nội bèn đem con của nhân tình về để họ nuôi mọi chuyện được giữ kín bí mật suốt bao năm qua đến bà nội tôi cũng không hề hay biết tôi thật sự quá sốc với sự thật này tôi phải làm sao để đối diện với người ông bao năm mình kính trọng với gia đình đang rối ren như thế này đây vâng kính mời quý vị các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Tôi suy sụp khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN, nhưng khi mang về cho vợ xem, cô ấy còn tiết lộ chi tiết sốc hơn nhiều. Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới quyết định cưới nhau. Lúc đó chúng tôi nghèo lắm, chỉ là những người công nhân bình thường. Thế nhưng, từ khi sinh liên tiếp hai đứa con thì vợ tôi nghỉ làm. Lương công nhân không đủ nuôi cả gia đình Vì vậy tôi tập tành theo người khác buôn bán Do chăm chỉ làm việc Nên sau vài năm Kinh tế gia đình đã vững vàng hơn trước Và mua được nhà Khi hai đứa con của tôi ngày càng lớn Thì có sự khác biệt về ngoại hình rõ rệt Đứa con gái thứ hai thì rất giống mẹ Thế nhưng Con trai đầu lòng thì chẳng có nét nào giống bố mẹ hay ông bà Thấy mọi người nói điều đó Tôi cũng nghi ngờ quá nên quyết định giấu vợ đưa con đi làm xét nghiệm ADN. Để rồi khi nhận được kết quả tôi vô cùng sốc khi mà đứa con tôi chiều chuộng yêu thương nhất lại không chung huyết thống với tôi. Suốt dọc đường về nhà tôi phải cố trấn an mình giữ bình tĩnh. Nhưng vừa nhìn thấy vợ tôi đã không kiểm chế được nên ném thẳng tờ xét nghiệm vào mặt cô ấy. Hỏi xem đứa con này là con của ai. Vợ một mực không nói chỉ đến khi tôi đập phá đồ đạc rồi định đánh thì cô ấy mới chịu nói ra thử thật vợ bảo trước khi cưới một tuần đã đi du lịch với nhóm bạn và trong lúc say đã qua đêm với ai đó nên không biết đứa con đó của người đàn ông nào nghe lời vợ nói mà tôi choáng váng không thể tin nổi vào tai của mình không ngờ một người phụ nữ ngoan hiền luôn dạy con những lời hay ý đẹp lại là người hư hỏng đến vậy Đi cặp kè đến nỗi không biết bố của con mình là ai Không thể chấp nhận được Người vợ tồi tệ nên tôi quyết định ly hôn Nhưng cô ấy nhép miệng cười nói rằng Suốt 4 năm chung sống với tôi Nhưng không có thai nên vẫn đã thử quan hệ với người đàn ông khác Để kiểm chứng nào ngờ có thai Và xin được đứa con gái thứ hai Cô ấy bảo tôi là người vô sinh Không thể có con nếu ly dị thì chỉ tôi là người thiệt thòi mà thôi Không ngờ Suốt 7 năm qua Tôi làm vất vả Chạy khắp nơi kiếm tiền Lại đi nuôi hai đứa con của Tu Hú Đau lắm Nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ Vợ nói đúng Nếu giờ tôi mà ly dị Thì về già Sẽ sống cô đơn Không con cái còn khổ nhiều hơn còn nếu ngậm đắng nuốt cay tiếp tục sống trong tủi nhục tức cười rồi chết mất thôi theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ đây phần vâng, hai câu chuyện đến đây là kết thúc mong rằng quý vị lắng nghe bình luận cũng như chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại